bánh mì xíu mại. Những cái viên xíu mại ở đây rất là to luôn. Bì mình thấy cũng có bì rồi có thịt ha. Nó có mỡ hành này nè, nước mắm nè, ba rọi kia, tất cả đây nhà làm hết. Rồi bán hàng còn trẻ đẹp luôn nha. Cô vẫn miệt mài cắt những cái miếng thịt kìa, có chả lụa luôn, pate luôn, một viên xíu mại, những miếng ba rọi muối, ba rọi kìa, nhìn rất là ngon và có thơm nữa các bạn. Rồi cộng với đồ chua, dưa leo, rất là tươi luôn. Rất là ngon. Tí mỡ hành nè, người ta ăn xíu mại nhiều hả cô ha? Rồi bì. Bánh mì lúc này lên rất là nhiều. Cô bán 40 mấy năm rồi nên lượng khách quen rất là đông đảo ha. Nãy giờ bán liên tục. Đúng rồi, bì quen. Cái bánh mì rất là giòn luôn. Xíu mại các bạn, được cô dần ra, rất là mềm mại luôn. Bì thì có thính, ăn có cái độ nó sực sực và cái bì nó da nó giòn giòn các bạn. Sáng sớm là mình thấy xôn xao một góc phố. Bánh cuốn dân thịt, bánh đậu nhìn rất là to. Ba loại chả ở đây sẽ kèm với rau giá, có tôm rất là to luôn. Giá nè, rồi rau quế nè. Hai loại chả nem, chả quế và chả lụa hành, hành tỏi phi rất là thơm luôn. Bán rất đáng làm liên tục. Khách gọi hai dĩa rồi ăn kèm nước mắm các bạn, cái này đổ tại chỗ cho nên rất nóng rất ngon luôn, ăn liền luôn. Đó, mình ăn cay hơi nhiều nha các bạn, chan nước mắm vô nè. Cuốn ra ăn liền nên còn rất nóng, tôm ăn rất là đậm đà ngọt thịt luôn. Đây là cây chả quế nè, cục chả quế. Mộc, chả, quế, ốc bung. Rồi sẽ có da, có mỡ, chả quế, chả chiên, chả cá. Kinh giới hết, rồi giá, rồi rau cuốn bao luôn. Canh bún đầy đủ. Đó, chả quế, chả lụa, ốc luôn, ốc nguyên liệu mình cũng thấy giống như là muốn riêu ha. Mà rau nó là rau muống lụa. Tô này chỉ bán bao nhiêu? Dạ, 20 đầy đủ thì 30, siêu hấp thì 35. Cà, viên mọc hả? Riêu. Rồi riêu, tàu phụ. Cái này là bình thường. Muốn riêu rất là nhiều rau luôn, cái tăng mọc thôi ha. Dạ. Con nấu cha bưng. Tắt nè, nước mắm me, mắm tôm, ớt xay nha các bạn. Quán cua nằm, bún riêu, cua giò, nghề của má chị rồi truyền lại cho chị. Tôm riêu nè, xương ống nè, rau trụng nè. Có gần gần mỡ mỡ ha, béo béo giòn giòn. Xem cô ngồi nướng thịt, những cái miếng thịt bốc lên. Cho món gì chị? Dạ cá. Bì. Đây là chả, này là chả nướng nha. Xương thì ở ngoài lò đang nướng rất là nhiều. Ốc la, cơm tấm thì không được thiếu mỡ hành, đậu chua, dưa leo, trứng kho, kho lấu nè. Mấy hộp vậy? Cách ngọt cơm gì chị? Cách xương la. Dưa leo gì? Cuốn mây. Ốc la, mỡ hành. Thì cách gọi gì chị? Đi xíu mại. Một ngày mình nấu khoảng mấy nồi như vậy? Dạ, có 5 nồi. Đi xíu mại. Các bạn thấy khách ngồi khá đông á, cô nướng miệt mài luôn, rất thơm luôn. Chả bông hả chị? Dạ đúng rồi. Chả bông cô cá là phải cho những cái dĩa vậy. Bò viên, củ hành, tàu hủ, hành lá, này nước lèo. Đậu hành thì thao luôn nè. Em nước súp nấu hủ tiếu khô. Tiếu khô. Có mực, da heo, còn hủ bò viên nè. Đậu hủ thì nhét cá lóc lá chứ không có nhét thịt. Phở, tiếu khô, thịt quá. Đây là phục vụ bình dân, bà con lao động. Tôi đầy tô nước bao nhiêu? Dạ 37. Không, tất nhiên là tiêu chuẩn thì ở nhà phụ của em. Dạ, tô này nhiều dùm to nha. 37. Cải thảo à, tỏi phi, cái nước nem này thì có tóp mỡ trong đây nè. Rau thì có quế nè, còn gai. Hai miếng bắp bò. Bò mình thấy nó có thịt rồi mỡ mỡ gân gân ha. Đây miếng dê không?
đậu hũ dồn cá thác lát vô luôn. Đây hai anh chị bán chiếc xe rất bình dân luôn. Giò nè, những cái miếng gà chặt ra, hủ tiếu mà có bò nữa hả chị, có những cái lòng nữa nè. Hủ tiếu bày gà xé. Rồi hành, đường nha các bạn. Rồi nước nem, rồi nước lèo thì cũng khá là hấp dẫn luôn. 25 ngàn. Tô cũng bự chà bá lửa luôn nè. Đây miếng mì gà nè. Chấm hủ tiếu hấp dẫn ha, sa tế nữa. 25 ngàn thôi, bữa đầu anh. À, khách ngồi cũng khá đông, đủ thứ luôn nha. Hủ tiếu, mì, miếng, bún, bánh canh, mì gói, nuôi luôn. Miếng gà là ăn là má ghiền luôn. Đây, xem chị. Đập chiêu nha. Cốc cốc là thẳng băng luôn á. Miếng trụng rất là nhanh mềm. Cái đồ nhìn hấp dẫn quá chị. Mình đây mình thấy có cái nước nem nè, tỏi phi nè, đường. Ở xa kia ngay cái vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ đó các bạn. Rồi ở vỉa hè nhưng mà rất là thoáng mát, rộng rãi luôn. Nồi nước lèo, sôi ùng ục luôn. Hương tôm lan tỏa cả một cái khu luôn. Gan, phèo, nguyên một cái tủ xương luôn. Bò viên trong cái nồi nước lèo. Cộng hủ tiếu xe đét chị. Chuyển từ xe đét lên luôn. Dễ dai hơn là hủ tiếu bình thường nha. Các bạn thích mì lớn, mì nhỏ thì thích mì gì thì gọi mì đó. Tô khô thì có cái nước khắc xì dầu. Dạ, tương đen. Bán khô nhiều hả chị ha? Dạ. Miếng xương bò viên nè, phèo đồi nè, gan nè, miếng hành tỏi phi đó, rồi chan nước lèo lên. Gan, xương, bò viên, thịt đùi, phèo. Ở nồi nước lèo đầy những cái bò viên luôn. Thì người ta cũng có nêm cái hạt xì dầu trong đây. Một ít xà lách. Cục bò viên cũng tương đó nhỏ nhỏ thôi cho nên không cần phải cắt ra. Tuy là cái tủ bán của em không có lớn lắm nhưng mà trình bày mình thấy luôn luôn lúc nào cũng hấp dẫn hết. Bắp bò, gân nè, sụn nữa nè, bò viên các bạn. Bò tái tươi xanh luôn. Tí bò được ngâm vào nước hả em? Dạ đúng rồi. Nên nó không có bị đen nha các bạn, không có bị khô. Khách ăn trực tiếp thì cũng có hả em? Các bạn có thể thích ăn mì hay ăn bánh phở thì cũng được. Cũng có hành tây và hành lá để nêm đó các bạn. Phở ở miền Nam thì không thể nào thiếu các loại rau nha các bạn. Chanh ớt nè, tương ớt, tương đen. Có cả sa tế, trà đá miệng phí. Thập cẩm đầy đủ. Bắp bò, cho miếng tái nè. Sẽ có bò viên. Gân thì mình sợ nó cứng nhưng thật ra rất mềm nha. Rồi hành ngọt nè. Phỉ thì khách gọi mới làm em ha. Dạ đúng rồi. Thì sẽ chan nước lèo lên. Nước lèo thơm phức. Hầm bằng xương và có cái vị gân đó. Cái miếng nạm nè, chấm vào cái sốt chấm có tương ớt thì nó cay cay. Những cái miếng nạm thì nó có gân ăn giòn giòn, nạm nó vừa chín